Rồi, trong này người ta nói là điểm trung bình với Excel nhân 2 thì có rất nhiều cách để các bạn tính điểm trung bình. Nếu các bạn không quen thì các bạn tính cách đơn giản nhất là các bạn lấy sum của win phẩy word phẩy Excel nhân 2 đóng ngoặc lại chia mấy? Chia 4, chính xác. Rồi, đây là một cách. Một cách khác các bạn có thể lấy hàm average và chúng ta sẽ chọn từ đây đến đây đủ chưa? Chưa, bởi vì Excel nhân 2 cho nên Excel phải lặp lại một lần nữa. Như vậy cái E4 là Excel xuất hiện hai lần và cái hàm average của mình nó sẽ tính cho mình điểm trung bình. Đấy, như vậy đó là cách để mà chúng ta tính nhanh, tức là cái ô Excel này xuất hiện hai lần trong công thức trung bình của mình ha. Bạn tính bằng cách nào cũng được, bạn cộng lại bạn chia ra cũng được. Còn nếu mà bạn dùng công thức là average và từ C4 cho đến E4 một lần Excel xuất hiện, phẩy E4 một lần nữa là Excel xuất hiện hai lần thì nó tính trung bình được cho chúng ta. Điểm thêm mã TDK. TDK bài này khá là đơn giản. Chúng ta muốn lấy điểm thêm thì chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP, bởi vì người ta cho bảng ở phía dưới VLOOKUP lấy cái gì để đi so. Ở đây người ta cho là TDK chỉ có một ký tự thôi, còn cái mà chúng ta có là bốn ký tự, cho nên chúng ta sẽ dùng LEFT của A3. Một ký tự thì có cần phẩy không? Phẩy một cũng được, không phẩy cũng được. Rồi, bảng dò của chúng ta, bạn lấy luôn cả cái tên của trường cũng được luôn, hoặc là bạn lấy dữ liệu ở dưới cũng được. F4 lại, phẩy nếu tìm thấy trả về cột mấy? Cột 2. Kiểu dò tìm không. Và khi mà bạn làm cái VLOOKUP này, vui lòng tự đặt câu hỏi cho chính mình. Vui lòng đặt câu hỏi cho chính mình. Có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, dò cái gì? Hay là lấy cái gì để dò? Đây, mình trả lời. Lấy cái mã này để dò. Ký tự đầu. Dò ở đâu? Cái bảng này. Nếu đúng, trả về cột mấy? Kiểu dò tìm là gì? Thì khi mà bạn làm cái hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP hoặc INDEX hoặc bất kỳ một cái hàm nào thì bạn cứ đặt câu hỏi ra và mình trả lời. Nhưng nó sẽ giúp cho mình chính xác cái phần bài làm của mình. Kết quả thì bằng trung bình cộng với điểm thêm. Trung bình cộng với điểm thêm. Rồi, xếp loại, lúc nãy chúng ta nói về công thức if rồi. Trong này người ta nói hai điều kiện là nhỏ hơn bằng 8 và lớn nhỏ hơn 8 và lớn hơn bằng 6. Nhưng mình đi công thức từ trên xuống dưới. Nếu như nó đã lọt lưới lớn hơn bằng 8 thì chắc chắn nó nhỏ hơn 8. Và chắc chắn nhỏ hơn 8 thì mình chỉ cần kiểm tra lớn hơn bằng 6 là đủ. Đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng hàm if nếu như điểm kết quả của chúng ta mà lớn hơn bằng 8. Và lúc nãy có bạn làm 8 lớn hơn bằng 8 và kết quả ra sai. Chú ý giùm thầy, vì cái kết quả của chúng ta là kiểu dữ liệu là số hay chữ.
số, cho nên bạn so sánh với số. Nếu kiểu dữ liệu chúng ta là chữ, là ký tự thì chúng ta mới so sánh với nháy kép. Còn chúng ta là số thì chúng ta so sánh với số. Nếu điểm lớn hơn 8 thì kết quả trả về. Kết quả trả về là giỏi, đúng hay sai? Sai. À, bởi vì chữ giỏi của chúng ta là chuỗi cho nên phải để trong nháy kép. Như vậy chúng ta phải biết là chúng ta đang làm với chuỗi hay số. Thì chúng ta sẽ biết là có nháy kép hay không có nháy kép. Chúng ta sẽ quản lý cái việc đó rất là dễ. Rồi, nếu trong trường hợp mà sai thì if. If. Rồi, tốt nhất là mỗi cái if các bạn có thể đóng luôn. Rồi, nếu cái gì nữa nào? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có thứ nhất điều kiện, thứ hai giá trị, giá trị đúng phải giá trị sai đó. Nếu như mà mình cần thì mình cứ làm như vậy là nó chính xác. Điều kiện ở đây là gì? Là điểm này lớn hơn bằng 6. Nếu đúng là lớn hơn bằng 6 thì trả về kết quả là khá. Còn nếu sai, sai thì sao? Kiểm tra tiếp lớn hơn bằng 5 để kiểm tra trung bình. Như vậy đây, giá trị sai bây giờ nó trở thành một công thức if tiếp theo. Như vậy if tiếp mở đóng ngoặc luôn thì nó không bao giờ bị thiếu. Rồi mở đóng ngoặc. Chỗ này quay trở lại công thức if thì có điều kiện phải giá trị đúng phải giá trị sai. Cũng có ba tham số y chang. Và chỗ này điều kiện là gì? Bây giờ bắt đầu mình sửa điều kiện. Điều kiện là kết quả này lớn hơn bằng 5. Nếu đúng thì sao? Nếu đúng thì trung bình. Còn không? À, còn không thì yếu. Enter. Và kết quả rất là nhanh gọn. Chúng ta đủ mở đóng ngoặc của các hàm if và điều kiện giá trị đúng, giá trị sai của chúng ta không bị thiếu. Đó là cách để mà các bạn làm các cái công thức phức tạp. Được chưa nào? Số thí sinh đậu. Đậu tức là điểm kết quả này lớn hơn bằng 5. Vậy chỗ này chúng ta sẽ đếm số thí sinh đậu. Đếm tức là count. Mà count có điều kiện tức là count if. Thí sinh đậu mình nói rằng mình sẽ kiểm tra trên kết quả. Vậy vùng dò của mình là kết quả. Phải. Điều kiện là trên 5, F4 lại. Và điều kiện của chúng ta là lớn hơn bằng 5, đúng chưa? À, đặc biệt cái công thức mà count if, sum if, mặc dầu là mình so sánh với số nhưng mình phải đặt nó trong nháy kép. Đặc biệt chỗ này phải cố gắng nhớ giúp thầy. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có việc nhớ thôi. Và nhớ bằng cách làm nhiều. Đó. Rồi. Tương tự như vậy, mình có thể copy công thức này xuống với ô dưới của mình là số thí sinh rớt. Ctrl D là copy nhanh. Và công thức của chúng ta lớn hơn bằng 5. Sửa lại nhỏ hơn 5 là số thí sinh rớt. Không ai rớt. À, rồi, chỗ này số thí sinh có điểm trung bình lớn hơn 8. Tương tự copy công thức xuống và sửa lại. Lớn hơn 8. Số thí sinh có điểm trung bình thấp nhất bằng min điểm trung bình. Alo, điểm trung bình nha. Điểm trung bình chứ không phải. Rồi, mình bị lộn chút xíu rồi. Điểm trung bình, chỗ này là điểm trung bình.
chứ không phải là tổng điểm. Rồi, ok. Số người có điểm trung bình cao nhất tương tự như vậy bằng mass của điểm trung bình. Rồi, xong. Như vậy mình đã có được cái công thức cho bài tập của chúng ta. Chỗ này nè, thí sinh đậu nó sẽ có một số bài toán khó hơn. Chú ý giùm thầy, có một số bài toán khó hơn. Ví dụ chỗ này nè, nghe, điều kiện đậu, thầy ghi ra điều kiện khó hơn tí xíu nè. Điều kiện đậu. Điều kiện đậu là kết quả lớn hơn bằng 5 và không có môn nào dưới điểm 0. Chế 2 điểm. Tức là không có môn nào bị khống chế. Không có môn nào bị điểm khống chế. Bị điểm khống chế là nhỏ hơn 2 điểm. Thì câu này nó khó hơn tí xíu. Và có những cái đề nó như vậy đó. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ làm gì? Lúc nãy mình nói là đậu rớt thì mình chỉ có là lớn hơn 5 thôi. Ví dụ chỗ này thầy sẽ kiểm tra kết quả. Bây giờ thêm một cái chỗ này là đậu rớt đi, để mình xét được bạn này đậu hay rớt. Ví dụ đậu rớt, mình sẽ xét nếu điểm kết quả mà lớn hơn bằng 5 thì trả về đậu, còn không trả về rớt. Như vậy thì đối với lại bài này tất cả đều đậu. Nếu chúng ta sửa dữ liệu tí xíu, ví dụ như là bạn này 2 điểm, bạn này 3 điểm, rồi vẫn còn ok, bởi vì cái cell này điểm cao quá. Điểm trung bình, bạn này được cộng đến 2 điểm luôn, không chơi, nửa điểm thôi. Rồi Excel chỗ này 3 điểm trung bình hoặc 5 điểm win 5 điểm hoặc 5 điểm, ok. Đây ví dụ bạn này nha, Win 5, Word 5, Excel 3, điểm trung bình 4, cộng nửa điểm, 4 điểm rưỡi, yếu, rớt, ok đúng không? Đây, quay trở ngược lại. Ví dụ bây giờ, điểm Excel, 1 điểm, điểm Excel, 1 điểm, điểm Word, 8 điểm, trung bình bạn này điểm win 8 điểm, trung bình 5, cho là win 9 điểm luôn, hoặc 9 điểm, trung bình 5.5. Theo tiêu chí bây giờ chỉ có xét điểm trung bình thì đậu. Nhưng nếu mà chúng ta không có môn nào bị khống chế nhỏ hơn 2. Điều kiện khống chế này rất thường xuyên được áp dụng các bạn. Rồi, như vậy thì mình sẽ thêm điều kiện chỗ này nữa là gì? Làm sao mình biết có một môn mà điểm dưới 2? Sao mình biết? Mình nhìn thì mình biết, nhưng mà mình xét cả một cái bảng điểm cả ngàn thí sinh, xét kiểu gì? Như vậy chỗ này có một môn nào đó
điểm dưới 2 thì có phải điểm đó là môn nhỏ nhất không? Phải không nào? Như vậy thì mình có thể có hai điều kiện để mình làm. Một là mình dùng hàm min. Min của ba cột điểm này phải lớn hơn bằng 2. Đúng không? Thì điểm nhỏ nhất là không được nhỏ hơn 2. Đó là cách thứ nhất. Rồi ok, nhìn cách thứ nhất nha. Như vậy điều kiện của mình bây giờ nó trở thành hai điều kiện. Đúng không? Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhất là điểm trung bình phải lớn hơn 5. Điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là min. À, min của ba cột điểm này phải làm sao? Lớn hơn bằng 2. Min của ba cột điểm đó phải lớn hơn bằng 2 thì mới đậu. Như vậy bạn này rớt. Đó là một cách. Một cách khác, bạn sẽ đếm thử có cột điểm nào nhỏ hơn 2 không. Khảo, khảo ít. Nếu có cột điểm nào nhỏ hơn 2 mà lớn hơn 0 thì fail. Đó là một cách khác ha. Rồi ok. Như vậy công thức của chúng ta nó sẽ phức tạp hơn tí xíu. Min của tất cả các cột điểm phải lớn hơn bằng 2 thì mới đậu. Đó là cái bài toán của chúng ta, nó phức tạp hơn tí. Rồi, hy vọng nếu mà bài toán này mà có cho các bạn thì các bạn sẽ được 8 điểm nếu không làm được câu phức tạp này. Còn nếu làm được nửa điều kiện, giả sử làm full hết được nửa điều kiện, chỉ có xét điều kiện là điểm trung bình lớn hơn 5, hy vọng 9 điểm. Đúng không? Hả? Rồi, xếp loại người ta nói xếp loại gì? À, điểm trung bình. Nếu điểm trung bình thì mình đẩy điểm trung bình đúng không? Nó khác các bạn phải không? Ok. Điểm trung bình là F3. Ok. Rồi, đúng chưa? Rồi, để xem thử có bao nhiêu bạn giống thầy nha. Có bao nhiêu bạn giống nào?